Rồi, mình xin chào cả nhà nha. Xin mời cả nhà hôm nay theo mình cùng đến cửa hàng Yamaha Thu Vân nha cả nhà. Yamaha Thu Vân thì ở địa chỉ là ở số 18 đường Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp nha. Thì số điện thoại là 0918 449 568 nha. Rồi. Thì hôm nay mình vô mình quay chiếc Yamaha Suzuki màu đỏ nha các nhà. Thì chiếc xe này mình chưa có quay ha. Rồi, bây giờ mình quay chiếc màu đỏ cho cả nhà xem nha. Rồi. Thì đây là chiếc Suzuki màu đỏ này cả nhà. Đây. Thì các phiên bản khác mình quay hết rồi, chỉ có cái phiên bản màu đỏ thì mình chưa có quay ha. Hôm nay xin mời cả nhà cùng theo mình vô quay em nó nha. Màu đỏ này là đỏ, không phải đỏ tươi mà không phải đỏ đô nha cả nhà. Nó lợ lợ giữa đỏ tươi và đỏ đô ha. Màu đỏ đẹp quá. Thì chút mình sẽ báo cái giá của chiếc Jupiter màu đỏ này cho cả nhà xem ha. Jupiter fin nè, màu đỏ này ha. Rồi. Thì chiếc Jupiter fin màu đỏ này đỏ bóng nha cả nhà. Jupiter màu đỏ bóng nha. Thì cái đèn của em đó thì đèn ánh sáng vàng ha. Đèn halogen nha cả nhà. Cũng y như cũ ha. Đèn halogen hết nha. Thì đây có hai ốc bắt biển số hay là bắt cửa ổ thì cũng được nha cả nhà. Màu đỏ là đẹp quá cả nhà. Mình thích cái màu đỏ này lắm. Màu đỏ nó nhìn nó sang sang sao cả nhà, nó sập nó sang. Thì có thắng UBS này cả nhà, thắng UBS nha. Rồi. Thì heo dầu nè. Cũng y như cũ nha. Heo dầu màu vàng. Mâm 5 cây. Lớp thì lớp mắt xít nha cả nhà, lớp mắt xít nha. Rồi. Rồi, đây là mặt đồng hồ em nó này ha. Nè. Đồng hồ em nó đây. Ga nhẹ lắm nha cả nhà. Ga nhẹ ha. Ga nhẹ. Thì lớp sau của mắt xít luôn ha. Mâm 5 cây nữa ha. Để mình sau này mình làm clip, mình sẽ quay clip mình chạy thử Jupiter fin này rồi mình đánh giá cho cả nhà xem ha. Rồi. Đây là máy em nó nè. Cần số này cả nhà. Cần số ha. Máy màu sơn rất là chất nha cả nhà. Rồi. Thì thông số của em nó này ha. 1.64 trên 100 km ha. Rồi. Nè, đây là đuôi em nó nè. Thì cái giá Jupiter fin nó cũng vậy nha cả nhà. Nó cũng không có giảm nha. Mà nó cũng không có lên nữa ha. Đây là bô này ha. Bô Jupiter fin nè. Thì cái bô cái lỗ nó đi thẳng ra nha cả nhà. Này bát bô ha. Bát bô đừng chống nóng nha cả nhà. Thì em nó chưa có câu bình ha. Chưa có câu bình. Thì đây là lốc máy bên hộp số em nói này ha. Yamaha rất là đẹp ha. Đây là con ốc vàng vàng, ốc cốt nữa cả nhà. Cốt cốt gấp á ha. Rồi. Thì hôm nay gần Tết rồi, xe về nhiều lắm cả nhà. Xe đậu trong này hơi chật, cả nhà thông cảm nha. Hơi chật, mình quay nó hơi chật chội cả nhà nha.
thì chủ yếu là mình quay cái màu đỏ cho cả nhà xem thôi, chứ mình báo cái giá ha, báo cái giá cho cả nhà xem. Rồi cả nhà có thích cái màu đỏ này thì tới cửa hàng mình xem xe và mình test xe ha, có được thì mình mua ha, còn không được thì thôi, đâu có gì đâu, bình thường ha. Rồi đây là đèn nhan này cả nhà, đèn nhan này cả nhà thấy cái đèn nhan nó đẹp không nè, đây nè đèn nhan đây ha, cả nhà nhìn kỹ nó có cái dấu nó cách điệu nè, cách khoảng này ha cả nhà, chắc chắn này rất là đẹp ha. Rồi thì Subiterfin này á, thì nó phun xăng điện tử nha cả nhà, phun xăng điện tử ha. Rồi thì đã loại bỏ nút tắt đèn luôn rồi nha, chỉ có nút đề thôi nha cả nhà, nút đề thôi nha. Thì chỗ này cả nhà muốn làm lại cái nút tắt đèn á, thì cả nhà khoét chỗ này ha, rồi thợ sẽ làm lại ha. Rồi nè, chỗ cái học này nè, vuông vuông này nè ha. Rồi thì cái giá của em nó ở tháng 11 này thì là nó cũng vậy nha cả nhà. Thì em Subiterfin màu đỏ này á, thì cái giá của em nó là 30 triệu 500 nha cả nhà, 30 triệu 500 ha, là cái giá này là sát giá luôn rồi ha. Thì cái giá 30 triệu 500 này là đã bao hết giấy tờ nha cả nhà, bao hết giấy tờ luôn ha, biển số rồi luôn đó. Thì cái giá này là bao giấy tờ huyện nha cả nhà, còn giấy tờ ở thành phố thì mình tính sau ha, bao hết giấy tờ ở huyện luôn rồi đó ha. Rồi thì nói cho cả nhà dễ hiểu ha. Rồi thì video mình làm tới đây mình xin kết thúc nha cả nhà, hôm nay mình quay chiếc Subiterfin màu đỏ này thôi ha. Thì cả nhà nhớ xem video của mình đó, thì cho mình một cái đăng ký kênh ha, một cái đăng ký kênh và like ha, share, nhấn cái chuông để mình đăng cái clip nào lên thì YouTube sẽ báo cho cả nhà là người biết đầu tiên ha. Rồi thì mình xin cảm ơn cả nhà đã xem video của mình nha. Rồi tạm biệt cả nhà, rồi bye bye cả nhà nha, bye bye.